Lịch sử phát triển của nông nghiệp Việt Nam trong mấy ngàn năm qua vẫn lấy việc canh tác thuận tự nhiên làm gốc. Chỉ trong khoảng vài chục năm trở lại đây, thời kỳ công nghiệp với sự tiến bộ về công nghệ phân bón và thuốc trừ sâu đã tạo ra bước đột phá về năng suất trong nông nghiệp. Khi đã đạt được mức năng suất tối ưu, quay đầu nhìn lại, chúng ta thấy cái được là rất lớn. Tuy nhiên, sử dụng nhiều hóa chất có thể đem lại hiệu quả trong ngắn hạn nhưng lại dẫn đến những vấn đề lớn hơn trong tương lai. Cây trồng mất dần khả năng đề kháng, các loại vi khuẩn ngày càng kháng thuốc và phát sinh ra những chủng mới. Nguồn dinh dưỡng của đất cũng dần cạn kiệt. Và nông nghiệp lại có một bước chuyển mới, bền vững hơn. Cũng là trồng rau nuôi gà, nhưng chị Nguyễn Thị Dung ở xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình lại có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm, cao gấp từ 3 đến 4 lần những hộ chăn nuôi bình thường khác. Vậy điểm khác biệt trong công việc tưởng chừng như rất bình thường của chị là gì? Các sản phẩm đều được bao gói, gắn mác và có mã số riêng để truy xuất nguồn gốc. Quy trình chăn nuôi trồng trọt không sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật hay các sản phẩm phối chế sẵn như cám hỗn hợp, phân bón hóa học. Thay vào đó là cách làm nông nghiệp hoàn toàn tự nhiên. Đầu năm 2010, sau khi tiếp nhận kiến thức từ Tổ chức Quốc tế về trồng rau hữu cơ, chị Dung đã mạnh dạn đi tiên phong, vận động thêm 4 thành viên khác để thành lập nhóm trồng rau hữu cơ Đầm Đa. Chúng tôi họp nhóm và hướng dẫn nhau và hỗ trợ nhau trong khi sản xuất thì là thường thường là cứ buổi chiều tối chúng tôi đã sơ chế và đóng gói rau hay là chúng tôi ngồi và chúng tôi góp ý kiến cho nhau. Thu nhập thì cũng so với cái thông thường thì cũng là được cao hơn. Mặc dù là làm thì nó cũng đòi hỏi khắt khe hơn về cái kỹ thuật. Mình không được bón các loại phân hóa học thì thời gian sinh trưởng nó cũng lâu hơn. Cũng làm khó hơn. Bón phân hóa học sẽ cho hiệu quả nhanh chóng nhưng không có lợi cho cây rau và cho đất về lâu dài. Vì vậy chị Dung cùng các thành viên khác sử dụng phân chuồng đã ủ hoai mục. Nước tưới được lấy từ hệ thống giếng khoan đã lọc trước để đảm bảo sạch và không nhiễm tạp. Sâu bệnh hại cũng sẽ được bắt bằng tay hoặc sử dụng bẫy bả, biện pháp sinh học. Tuy trồng rau hữu cơ vất vả và đầu tư nhiều hơn, nhưng khách hàng lại rất ưa thích. Sản phẩm làm ra đến đâu là tiêu thụ được hết đến đó, hơn nữa giá cũng cao và ổn định. So với trồng rau hữu cơ và rau thông thường thì là trồng rau hữu cơ nó có một cái lợi thế hơn là giá cả ổn định cả một năm. Ví dụ như tôi bây giờ là giá là hợp đồng với công ty Tâm Đạt là 14.000 trên 1 kg quanh năm. Tất cả các loại rau củ quả trong vườn, bất kể là loại rau gì mà ở trong vườn hữu cơ đều là 14.000 một cân trong cả một năm. Còn như rau thông thường thì là lúc thì nó lên đắt, lúc thì xuống rẻ, nhưng mà chúng tôi thì đều, lúc nào cũng là giá 14.000. Cho nên là rất là yên tâm cho khi giá cả không bị lên xuống bấp bênh gì, cho nên bà con, các thành viên rất là yên tâm để sản xuất. Sau mỗi ngày thu hái, lượng phế phụ phẩm từ rau nhiều, nếu vứt đi thì rất lãng phí. Thế là chị Dung quyết định nuôi gà để tận dụng. Đã trồng được rau hữu cơ nên chị tiếp tục theo đuổi nuôi gà hữu cơ. Chị Dung nuôi gà nhưng mà ai cũng bảo là làm gì mà thành công được. Cái lúc đầu tiên mà chị Dung đăng ký nuôi gà hữu cơ ấy, thì chúng tôi cũng chưa được tin tưởng mấy. Bởi vì gà hữu cơ thì làm nó rất là khó quy trình ấy, như là không dùng cám. Thì mà gà mà không ăn cám, nó nhỏ không ăn cám làm sao mà nó sống được. Vạn sự khởi đầu nan. Gà ốm nhưng nuôi hữu cơ không được dùng thuốc nên tỷ lệ hao hụt rất cao. Bệnh không được kiểm soát, lây lan và làm chết quá nửa đàn. Con và gia đình, bạn bè ai mà thôi, nếu mà làm hữu cơ như thế thì tốt nhất là bỏ đi làm này, có khi là
phá sản ngày nào không biết, nhưng mà vì là cũng một cái là yêu nghề, từ trước đã làm rau hữu cơ rồi mà yêu nghề, cho nên là cũng tha thiết muốn làm, xem là nó như thế nào, và cuối cùng tôi cố gắng làm và trụ đến được ngày hôm nay. Chị Dung mày mò suy nghĩ, xem xét lại mình đã sai lầm ở khâu nào trong lần trước để rút kinh nghiệm. Và chị đã phát hiện ra tỏi là một kháng sinh tự nhiên rất tốt. Tỏi thì chúng tôi giã ra rồi là trộn nước cho gà uống, một tuần cho uống 3 buổi trong tuần. Và thường xuyên như thế, tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như bệnh hô hấp và hai là bệnh tiêu chảy. Bệnh chướng, nó bị chướng cái diều gà, rất là tốt. Thức ăn cho gà cũng là những loại thực phẩm tự nhiên như thóc, ngô xay, chứ chị không dùng cám bán sẵn. Để bổ sung thêm dưỡng chất, chị Dung cho gà ăn giun quế. Vitamin và xơ cũng được chị bổ sung cho gà qua những cây dại cố tình trồng trong vườn và cả tận dụng phế phụ phẩm từ trồng rau. Chăn nuôi và làm rau nó như một cái quy trình khép kín. Khi tàn dư của rau thì chúng tôi lại mang về, chúng tôi lại cho gà ăn. Phân gà thì chúng tôi lại quay sang là ủ phân và bón rau, là cứ quay vòng, cứ khép kín. Hợp đồng này là hợp đồng tiêu thụ gà sạch đầu tiên mà chị Dung ký được sau hơn 6 tháng nỗ lực tìm kiếm, thử nghiệm bán gà ở các cửa hàng sạch. Chính vì tư duy thị trường nhạy bén, dám nghĩ, dám làm nên chị Dung đã thành công trong việc mở rộng kênh phân phối cho sản phẩm của mình. Gà hữu cơ bán giá nó cao, cho nên lợi nhuận nó tuy rằng nó bị chi phí cao nhưng lợi nhuận nó cũng cao, nhưng là đạt được cái lợi nhuận nó phải gấp gấp đôi, hoặc là có thể là có lúc mà nếu mà gà thị trường nó xuống thấp thì nó đến là gấp 3 so với gà thị trường. Lần đầu tiên làm ấy thì chúng tôi thấy rằng là rất là khó khăn, cũng nhiều hộ cũng chán nản, nhưng mà chị Dung đã là những người điên tiên phong nhất và cố gắng tìm tòi kinh nghiệm để làm đàn gà và nuôi những đàn gà để ổn định trong để cho sản xuất, và đồng thời cũng làm những cái mô hình để cho bà con học tập. Mỗi năm chị Dung cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau và vài nghìn con gà sạch. Sau khi mạo hiểm quay ngược lại xu thế sản xuất nông nghiệp phổ biến, cuối cùng chị Dung đã vượt lên mọi khó khăn, trở thành người đi đầu trong xu hướng sản xuất mới, an toàn, bền vững hơn. Cũng lựa chọn sản xuất thực phẩm hữu cơ, nhưng người đàn ông này lại có duyên với đàn lợn. Năm 2010, nuôi lợn theo hướng công nghiệp là trào lưu chăn nuôi được nhiều trang trại hưởng ứng. Nhưng ông Tô Hiến Thành ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang lại muốn rẽ theo một con đường riêng. Trong cái nghề chăn nuôi lợn, cái nghề nông nghiệp, trước tiên là mình làm ra thì mình phải dám ăn nó một cách nhiệt tình nhất đấy. Vợ con gia đình mình phải sử dụng cái sản phẩm ấy trước đã. Thế tôi mới nảy ra ý tưởng là khi mình cần cái đó thì thị trường người ta cũng cần cái đó. Thì tôi mới nảy sinh ra là mình chuyển qua mình nuôi lợn sạch. Không phải những viên cám công nghiệp mà bỏng ngô lại là thành phần chính mà ông Thành lựa chọn để cho vào khẩu phần ăn hàng ngày của lợn. Bỏng này là để làm chín thức ăn. Để mục đích chính là để cái con lợn nó tiêu hóa triệt để thức ăn, thì cái môi trường nó, khi môi trường thải ra tốt hơn, nó không, các bạn đấy thấy cả một cái trại này gần 2.000 lợn nhưng không có mùi, đúng không? Mỗi cân cám tự phối trộn này sẽ rẻ hơn 1/3 so với cám công nghiệp, và điều quan trọng là lợn ăn cám truyền thống sẽ có sức đề kháng cao. Nhưng để hướng tới việc xây dựng một trang trại nuôi lợn nói không với thuốc kháng sinh thì bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Những cây này gọi là cây dạng được. Đối với tôi thì đây là cây thuốc. Hàng ngày thì cho công nhân cắt, cho lợn ăn, phòng mấy thứ bệnh. Thí dụ cây phân lợn hoa vàng này và cây hoa trắng này thì phòng cái bệnh tiêu chảy lợn,
vứt cho nó ăn. Thế cái xuyến chi này là bệnh ho thay đổi thời tiết. Đấy, thường thường là tôi phòng cái đấy. Còn giai đoạn nhỏ ấy, thì lợn thì tôi làm vaccine. Cứ 3 ngày một lần, ông Thành lại ra vườn để cắt những cây cỏ hoa trắng, hoa vàng cho lợn ăn. Những cây thuốc này cũng đóng góp vai trò quan trọng trong phòng chống dịch bệnh. Cả trang trại rộng gần chục hecta nhưng ông Thành không có tủ thuốc kháng sinh nào. Khi nào cái con nào mà bệnh mà không thể trị bằng những cái thứ thuốc này được thì tách riêng ra. Tách riêng ra cái khu cách ly riêng. Một là hủy, hai là chữa. Chữa bằng cái bằng kháng sinh chẳng hạn ấy. Thì lại nó mà thuộc cái phẩm cấp khác chứ nó không được vào cái tiêu chuẩn lợn hữu cơ. Tiết kiệm thức ăn, tiết kiệm chi phí thuốc kháng sinh, tiết kiệm công chăm sóc. Mỗi khoản tiết kiệm đó được ông Thành tính toán, cấu thành nên giá thành cho sản phẩm thịt khi đưa ra thị trường. Ví dụ giá thành của việc gáp thì ra một cân lợn hơi chỉ khoảng độ 40-42 nghìn. Nhưng mà giá thành của cái lợn này nó lên có trên 60 nghìn. Cái chi phí cho một kg lợn hữu cơ và nuôi bằng cái thức ăn này thì nó cao hơn, đầu vào nó cao hơn và nó kéo dài thời gian hơn so với cám công nghiệp. Thế tại sao lại tìm cái hướng là mình nuôi cái giá thành nó cao như vậy? Là vì đổi lại cái chất lượng nó được thị trường đón nhận, cái chất lượng. Tuy nhiên, mọi việc không như ông dự kiến, thịt lợn của ông không được thị trường chấp nhận. Mình cho ăn cái này thì nó lại không có mông. Đấy, người ta cho ăn cái chất tạo lạc thì nó có mông, bán lại bán được giá hàng của mình. Đấy, một thời gian nó như là kiểu như suy sụp hết. Mình chưa bán được cái thịt thành phẩm giá cao, mình vẫn phải bán cái chất lượng thịt như này ra thị trường tự do. Mà thị trường tự do thì lúc đấy thì người ta lại ép mình ấy, mất 2.000 một cân. Lại bán lại không bằng cái lợn ăn công nghiệp kia. Ví dụ lợn công nghiệp kia là 40.000 cân thì cái lợn này tôi chỉ bán được 38.000 thôi. Giao phó lại công việc trang trại cho vợ, ông Thành lên đường tìm thị trường cho đàn lợn của gia đình. Thị trường chưa có thì cứ đi tìm kiếm thị trường bằng cách mình cũng ngày mổ ra 1-2 con, cũng đóng gói hút chân không, tem nhãn, mác đi vào các cái chợ ở thành phố Hà Nội, rồi các cái doanh nghiệp công ty, nhưng lúc đấy người ta chưa chấp nhận. Thế có nhiều lúc cũng phải đổ thịt đi. Đấy là thật, là đến lúc hết đát là phải đổ thịt đi. Thế những cái đợt đấy tôi cũng nghĩ cũng không biết là mình có tồn tại được hay không. Mưa dầm thấm lâu, những đơn hàng đầu tiên đã xuất hiện. Tiếp đó là những hợp đồng ký kết của chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội. Đến nay, thịt lợn hữu cơ của trang trại ông Thành có giá từ 180 đến 200 nghìn đồng một kg. Mỗi ngày, trang trại của ông cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn thịt lợn và những sản phẩm chế biến từ thịt lợn, doanh thu lên tới 15 tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay có một số đối tác của bên Trung Quốc là người ta cũng cần nhập cái sản phẩm sạch ở Việt Nam. Bây giờ thì chưa ký chính thức nhưng cũng đã có tín hiệu rất tích cực về cái sản phẩm này. Họ đã đến kiểm tra, họ đã xem, họ đã đi mẫu bàn bạc sơ bộ ban đầu và cho anh em sang bên đấy đàm phán. Mô hình của anh Thành được chứng nhận hữu cơ thì đây cũng là một cái bước đột phá, thay đổi cái tư duy của các nhà quản lý cũng như là tư duy của những nhà cũng người sản xuất, rằng là mình chọn được cái hướng đi đúng thì dần dần thị trường cũng sẽ chấp nhận và cũng sẽ có cái chỗ đứng trên thị trường. Năm vừa qua, cả nước ghi nhận 123.914 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm, 139 vụ ngộ độc với 3.869 người mắc, 24 người tử vong. Khi mà vấn nạn vệ sinh an toàn thực phẩm đang rất đáng lo ngại, thì nguồn thực phẩm sạch mà chị Dung hay ông Thành mang đến ngày càng trở nên đáng quý. Sản xuất thực phẩm hữu cơ không quá cao siêu mà đơn giản chỉ là một cách làm có tâm, có trách nhiệm với cộng đồng, với thiên nhiên. Đó chính là hình thức canh tác mà ông bà ta đã thực hiện từ xa xưa.